Xin chào mọi người nhé, mình là Hồng Nhung, mình 42 tuổi và đến từ Quảng Ninh. Thế thì mọi người thấy rằng là ở độ tuổi 42 như như mình ấy thì cũng giống như một số các chị em ở trong đây, thì từ tuổi 25 trở ra thì nội tiết tố đã suy giảm rồi, chứ không phải là đợi đến tuổi của mình mới suy giảm nữa, có đúng không? Mới tưởng 22. Em cảm ơn chị Quốc Phương. Thế thì để giữ được cái tuổi thanh xuân của mình lâu dài thì phụ nữ, nói thật với các bạn là các bạn có thấy rằng là mọi người tìm đủ mọi cách để làm cho mình níu giữ tuổi thanh xuân nhiều hơn không? Chăm sóc da, chăm sóc dáng, làm thế nào để mà có những cái món ăn để mà tăng cái nội tiết tố của mình lên, sữa chua này, có những cái phương pháp mà mình ăn hàng ngày nhưng mà mình không biết được rằng cái điều đấy nó cũng tăng cái nội tiết tố của mình. Ví dụ như là sữa chua, ví dụ như các loại hoa quả, như là mùa này thì qua cái mùa dâu rồi, nhưng mùa này thì cam có vitamin C, hay là các loại hạt như là hạt chia, hạt óc chó, tất cả những cái loại hạt đấy đều giúp cho tăng nội tiết tố. Và cái cơ duyên của mình đến với Eposop thì nó hay lắm, từ chị Cúc Phương đấy ạ. Thế nên hôm nay chị Cúc Phương chị cũng mời Nhung lên để chia sẻ. Cái hôm ấy tham gia cái buổi mà khai trương shop của chị Cúc Phương thì chị mình cũng may mắn là một người mà mình đoán trúng cái con số của chị ý, và mình được chị ý tặng, nên là cái món quà của mình vẫn giữ đây này mọi người, giữ như là thần giữ của ấy. Cảm giác như đây là chị ý, thế từ cái hộp đấy nhá, thế là mình viết một cái bài viết là chị ý là người đi đến đâu chị gieo duyên đến đấy, và mình may mắn là mình là được một cái duyên mà chị ý gieo cho mình, và Eposop là chị gieo cho mình luôn. Thế thì vô tình là cái bài đăng đấy của mình ấy cùng đợt với lại BD Phú Thái là có một cái chương trình là review sản phẩm, và mọi người biết không, cái bài viết đấy của mình được giải ba được giải ba, và tiếp đấy thế là mình được tặng thêm 2 hộp Eposop nữa, và mình sử dụng Eposop. Thì cũng thú thật với mọi người là trước đây ấy, khi mà mình uống các sản phẩm về nội tiết Lan Thảo, mình bị mọc nhọt. Mình không hiểu làm sao mà người của mình nhá, thực ra là không phải là người dễ mọc mụn đâu mọi người. Thế nhưng mà đợt đấy được tặng một hộp hoa anh thảo cũng của Úc. Thế và mình uống xong một thời gian mình thấy mình mọc mụn, thì mình mới bảo là ô hay chả nhẽ mình lại bị nóng gan. Thế nhưng mà không hiểu làm sao lại như thế, hết cái mụn nọ đến mụn kia mà mình thấy bị choáng váng luôn về cái điểm mụn ấy. Thế sao đến khi mà hỏi ra thì mới biết được rằng là một số người bị dị ứng và không 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 thích hợp ấy, thế nên là bản thân mình rất bị sợ luôn. Thế nhưng mà có cái hộp của chị Quốc Phương ấy thì mình bảo là thôi bây giờ tuổi của mình như thế rồi, mà cũng chia sẻ với mọi người luôn là từ cái hồi còn trẻ đấy, là khi mà mình bị kinh thì là mình đã rất là bị đau bụng rồi ấy, rất hay đau bụng, thế nên mình sợ lắm, mỗi một cái kinh là bị đau bụng, mà đau chổng mông chổng tị, nên mọi người mà phải bị đau bụng kinh ấy, thì mọi người mới hiểu được nó khổ như thế nào. Thế và đến khi mà Eposop ấy thì mình có vào nhà BD Phú Thái thì uống cái sản phẩm này thì sẽ giảm đau bụng kinh hơn. Thế thì mình bảo là thôi có trong tay thì mình cứ uống thôi. Thế và cái kỳ đấy thì kỳ kinh của mình nó cũng giảm đi rất là nhiều, và mình nhẹ nhõm và mình thấy là ô tuyệt vời. Thế cái khi mà cái kỳ dâu của mình ấy thì cái máu kinh của mình nó đẹp ấy, nó đẹp, nó đỏ tươi luôn, chứ nó không có hòn cục, hay là mình cũng không bị đau bụng. Mình thấy ô sao tuyệt vời thế. Thực ra lúc đấy mình chưa nghĩ rằng là đấy là hiệu quả ngay của Eposop đâu nhé mọi người, tại vì là mới có 1 tháng mà. Thế sau đấy là mình có mua mình dùng, mình tiếp tục mình dùng thì mình thấy là rất là tuyệt vời. Thì định là cho con gái mình dùng, con gái mình tuổi dậy thì mà con gái cũng kỳ kinh, nó cũng bị rối loạn ấy, nó không được là đều đặn. Thế nhưng mà may quá thì vào thì cũng thấy bác sĩ nói rằng là khi mà các bé tuổi dậy thì chưa nên cho uống. Thế nên là mình cũng dừng lại cái việc là cho con mình uống, nhưng mà bản thân mẹ thì rất là thích. Và từ cái câu chuyện của mình ấy thì mình thấy rằng là không chỉ có mình bị như thế đâu, mà rất nhiều người bị nhá mọi người, rất nhiều người bị. Thì có một bạn bạn ấy bảo là em cũng tình trạng như chị, thì bạn đi theo dõi mình rất là lâu nhá mọi người, theo dõi rất là lâu, thế nhưng bạn chưa mua gì của mình hết, và bắt đầu của mình là bằng một hộp Eversoft. Và cái Eversoft này nó rất tuyệt vời ở sao, kể cả bởi vì cái giá thành nó rất là phải chăng ấy mọi người, chỉ có 390.000 một hộp, mọi người thấy có rẻ không? Nếu như mà để mà uống một liệu trình thì các bạn có thể uống 3 4 hộp, nhưng có những người không hợp như bản thân mình ấy, nếu mua một hộp to và một liệu trình luôn thì có thể là mình cũng sợ chứ, mua liền một lúc cả một cái hộp to, một liệu trình to như của người khác ấy, hơn 1 triệu thì cũng lăn tăn đúng không mọi người, cũng lăn tăn. Thế nhưng mà đây lại chia nhỏ ra chỉ có 390.000, và cái việc mà khi các bạn kinh doanh, các bạn tìm một cái sản phẩm vẽ có cái mức giá từ 200 cho đến 500 thì các bạn rất dễ làm sản phẩm vẽ.
để cho khách hàng ra quyết định mua sản phẩm của các bạn luôn. Mà cái sản phẩm này lại sử dụng được cho những, có nghĩa là đối tượng từ 20 tuổi trở ra đã sử dụng được rồi. Nói là 20 tuổi chứ từ 17, 18 tuổi là đã dùng được rồi, chứ không phải đợi đến 20 tuổi mới dùng. Đây, rất là tuyệt vời đúng không? Cái tệp khách hàng của mình rất là rộng luôn, rất là rộng, trải dài luôn từ lúc đấy cho đến người già. Người già cũng uống được chứ sao không uống được. Tại vì là đối với những người bị mãn kinh, tiền mãn kinh thì người ta có cái tình trạng bốc hỏa này, cáu gắt. Tình trạng bốc hỏa bỏ cáu gắt, cứ nhìn xung quanh bà nào ấy mà đang bình thường không sao, thích ăn của chua mà thèm ăn của ngọt nhé mọi người. Đấy là những người có dấu hiệu tiền mãn kinh ấy. Những người đấy là các bạn cứ giới thiệu cái Evosoft này đi. Mạng kém ạ, mọi người không nghe được mình nói ạ. Ôi thế bên mình thấy mạng có ok Vẫn không? nghe bình thường chị. À thế à, có bảo bạn bảo mạng kém thì mình sợ là mạng kém, mình thấy ở bên mình cũng khá là nét. Thế là đấy, bà nào mà cứ quay ra mà tự dưng mà đang thích ăn này mà thèm của ngọt đấy nhá mọi người, là những người đấy là bắt đầu có dấu hiệu rồi đấy. Thế nên là các bạn cứ mạnh dạn các bạn chia sẻ, lúc nào các bạn chia sẻ mà nó rất là dễ, tại vì là cái sản phẩm này gần như là các bạn uống một vỉ đầu tiên nhé mọi người là đã khác rồi ấy, chứ không phải đợi lâu đâu. Thế nên khách đặt hàng đầu tiên của mình khi mà mình đưa cho bạn ấy uống thì bạn ấy bảo là ôi chị ơi sao em không hiểu làm sao mà da em nó mướt thế. Đấy, chính cái câu của da em mướt thế như thế mình mới càng tự tin mình chia sẻ cái sản phẩm Evosoft đến cho mọi người nhiều hơn. Và bạn đấy đã uống đến hộp thứ ba mà rất là tuyệt vời nhá. Ở bên mình có cái sản phẩm Relief YC ấy, cái viên C đấy thì có cái chương trình là một hộp C đấy được khuyến mại một hộp Evosoft. Thế là khi mà bạn ấy uống được 3 hộp rồi thì lại có cái chương trình kia của nhà Phú Thái. Thế là mình giới thiệu luôn cái release, thế là cứ kéo dài, thành ra là bây giờ bạn ấy đồng hành với mình cả luôn. Eposop này khi mà các bạn đã dùng cái liều tấn công rồi thì sau này các bạn dùng là duy trì. Như bản thân Nhung ấy thì bây giờ mình không uống, không cần phải uống 2 viên một ngày nữa, mà ngày nào mình cũng uống 1 viên một ngày thôi. Mình cứ kéo dài như thế thôi, uống 1 viên một ngày thì cái estrogen của mình nó cũng được tăng lên, cái nội tiết của mình được tăng lên. Chứ mình cũng không cần phải là duy trì nhiều nữa. Thế nên là thời gian đầu thì các bạn uống mà nội tiết của bạn kém thì các bạn uống 3 viên một ngày. Sau đấy thì các bạn giảm dần cái liệu trình của mình đi xuống 2 viên một viên, và bây giờ thì mình cứ uống 1 viên một ngày thôi, mình cứ kéo dài chứ không phải là theo cái kiểu là các bạn uống bao nhiêu hộp thì các bạn sẽ dừng lại mà các bạn uống tiếp. Các bạn có điều kiện các bạn cứ uống uống lâu dài cũng được mà, đâu có sao đâu. Mà cái này lại còn làm cho da rất là mịn. Thực sự là da rất là mịn luôn ấy. Da sáng mịn mà cái móng tay của mình cũng khỏe, cái tóc của mình này nó cũng lên như cái tóc con, bởi vì là bản thân của mình khi mà mình cung cấp được đầy đủ dưỡng chất rồi thì cái phần tóc móng da của mình nó cũng khỏe hơn rất là nhiều. Đấy là cái điều tuyệt vời của Evosoft mang lại. Và khi mà các bạn, thế nên với phụ nữ chúng ta ấy, cái Evosoft này nhá, các bạn nếu như mà còn lăn tăn, các bạn chưa biết làm như thế nào để các bạn tìm được một cái sản phẩm vẽ ấy, thì các bạn hãy quan tâm đến cái Evosoft này, cái sản phẩm nội tiết như thế này. Bởi vì là xung quanh chúng ta thì đều có phụ nữ, mà phụ nữ là người quyết định, có nghĩa là quyết định chi tiền trong gia đình đúng không? Thế nên mình sẽ tiếp cận, mình nói chuyện, chia sẻ. Và cái cách nói chuyện của Nhung thì nó đơn giản lắm. Mình lôi tất cả bạn bè của mình ra, mình nói chuyện. Thì đến tuổi của mình rồi thì chỉ có quanh quẩn về chồng, về con, về học hành thôi. Xong quay ra thì hỏi xem là quan hệ của mình như thế nào đấy, có nghĩa là dạo này mày có khô giác hay không. Thực ra ấy, nếu như mà để mà nói ấy, khi mà bạn gặp một người mà bạn hỏi ngay về vấn đề đấy ấy, nó cực kỳ vô duyên và nó khó mở lời. Nhưng nếu như mà mình đã nói chuyện rồi, mình nói chuyện về gia đình, về con cái rồi, thì lúc đấy mình quay sang mình nói chuyện về những cái vấn đề về cá nhân của mình ấy, nó cực kỳ dễ, nó không khó mở lời như mọi người nghĩ đâu. Thế nên là Evosoft này thực sự là một cái sản phẩm tiêu mà các bạn nên để trong cái tập mà các bạn muốn bán hàng. Các bạn bán cái gì có những cái sản phẩm nó quay vòng nhanh đúng không, thì sản phẩm này rất là quay vòng nhanh luôn. Một tháng là đã uống 1 đến 2 hộp rồi, nếu bỏ liền một lúc tiền ra thì nó rất là khó. Nhưng mà cứ 390.000 của một sản phẩm nó đơn giản lắm, mọi người sẽ rất dễ chốt sale. Và bên BDV Phú Thái, thực ra cái này là mình nói rộng hơn một chút thôi, thì có nhiều sản phẩm, khi mà có cái sản phẩm này rồi
rồi, thì các bạn sẽ lại, đây là bán cho vợ đúng không? Thế đến khi mà bán cho chồng là các ông mà từ 40 tuổi như mình trở ra đấy, là các ông hay bị hoa dâm lắm, đầu hoa dâm. Thế nên là lại bán được iCloud đúng không? Là cái phủ đen đấy. Thế còn các chị thì là phủ bạc, là phủ nâu. Thế xong rồi là đến khi mà uống Eversoft rồi thì bảo là ơi da mịn da đẹp rồi, thì chị có muốn trắng da nữa không? Thế chị muốn thải độc nữa hay không? Thế là lại relic YC, có nghĩa là tất cả nó đều quay vòng được với nhau. Thế còn mấy cái ông đầu trọc, đầu hói, đầu không mọc được tóc, hay là các chị sau sinh không mọc được tóc, vừa bổ sung nội tiết xong lại bổ sung thêm cái sản phẩm cái dầu nhu bàng nữa đúng không? Thế có nghĩa là mình đừng có nghĩ rằng là mình bán một sản phẩm này cho 100 người, mà mình hãy bán là một người 100 sản phẩm. Thế thì có phải là khi mà các bạn đã nói chuyện được rồi, các bạn đã bán được rồi, bạn đã thân thiện với khách hàng rồi ấy, thì là các bạn sẽ bán được tất cả các sản phẩm của Phú Thái cho một khách hàng không? Các bạn có thấy tuyệt vời không? Nên là từ một sản phẩm tễu thôi các bạn khó khó để mà tiếp cận các sản phẩm khác, nhưng mà từ cái sập viên nội tiết này thì các bạn lại tiếp cận được rất nhiều đối tượng khách hàng. Như mình nói đây có đúng không? Thế là các bạn bán cho vợ là các bạn bán được luôn cho chồng. Có sản phẩm cho chồng mà, đâu phải là chỉ có mỗi nội tiết này đâu, đúng không? Đấy, thế đấy là cái cách tiếp cận khách hàng của Nhung, thì Nhung cũng có doanh số ở bên Phú Thái nó cũng khá là đều, chưa phải là best seller của bên nhà mình đâu, thế nhưng mà nói chung là cũng đều đặn và tháng nào cũng phát sinh doanh số. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.